Dạ, thiết bị Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị tới Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một bộ sản phẩm phẫu thuật tai mũi họng. Thì bộ phẫu thuật này thì được sản xuất tại Pakistan. Thì sau đây em sẽ là quay sơ lược cái phần chi tiết tất cả bộ phận của bộ phẫu thuật tai mũi họng. Thì sau đây thì em sẽ vào phần chi tiết từng bộ phận ha. Thì khi sử dụng thì mình sẽ có là một cái hộp hình chữ nhật dùng để đựng tất cả các chi tiết của bộ phẫu thuật tai mũi họng. Thì cái hộp chữ nhật này thì nó kích thước là chiều dài của nó là 22 cm, còn chiều rộng của nó là 12 cm và chiều cao của nó là 10 cm. Tiếp theo thì sẽ vào phần đầu tiên, đó là cây banh phẫu thuật. Thì cây banh này thì nó sẽ là có kích thước là 12 cm và độ rộng của nó là 1 cm. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là một cái kéo hai đầu tù. Thì cái kéo này thì nó sẽ có kích thước là 16 cm và hai đầu nữa thì là hai đầu tù. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái kéo 16 cm, hai đầu này sẽ là hai đầu nhọn. Tiếp theo thì mình sẽ là ben phẫu thuật. Thì cây ben này sẽ là ben kẹp kim. Thì cái ben này nó có kích thước là 12 cm. Rồi ben phẫu thuật, ben này thì là ben thẳng không máu, kích thước là 16 cm. Rồi tiếp theo sẽ là ben phẫu thuật 14 cong không máu. Rồi tiếp theo thì tới là cây ben phẫu thuật 18 cong, nhưng mà cái loại này 18 cong này thì 18 cong có máu. Tới ben phẫu thuật 20 cong không máu. Kèm theo đó cho mình tiếp đó là hai cán dao. Thì nó sẽ là có một cái cán số 4. Cán số 4 và một cái cán là cán số 2. Và hai và ba cái lưỡi dao thì nó sẽ có cho mình là hai lưỡi dao số 21. Hai lưỡi dao số 21 và một lưỡi dao số 11. Rồi. Tìm thế cho mình là một cái ben kẹp khăn 14 xăng. Và hai cây ben phẫu thuật 14 thẳng không máu. Thẳng không máu ha. Rồi. Tiếp theo là một cây nhíp nha. Nó sẽ có cái đầu cong như vậy và kích thước của nó là 16 cm. Một cây nhíp đầu tù có máu. Thì cây này nó có kích thước là 14 xăng. Một cây móc gáy tai thì nó có kích thước là 12 cm. Một cây thông lòng máng thì cây này nó kích thước là 14 cm. Một cái ống hút dịch tai thì cây này nó có kích thước là 12 cm và cái đầu của cái ống kết nối với máy thì nó kích thước là 0,5 cm và cái đầu đưa vào tay thì kích thước đó là 0,1 cm. Kèm theo tiếp theo thì mình sẽ là có cây hút dịch mũi. Thì cây này nó có chiều dài của nó là 20 cm và nó có kèm theo cho mình là một cây dẫn. Một cây thám châm thì cây này nó sẽ có hai đầu, một đầu nó hình chữ V như vậy và một đầu nó sẽ là có hình uốn cong. Thì kích thước của cây này là 16 cm. Một cây thông lệ đạo, cây này thì có kích thước là 14 cm. Và hai cây đầy lưỡi thì một cây này thì nó sẽ là cây đầy lưỡi chữ V, nó sẽ là có một đầu là bản to, một đầu nó sẽ là bản nhỏ.
và một cây đè lưỡi hình hình chữ Z hay hình dấu ngã, nó sẽ hình lượng sóng gì thấy không? Đó là và một cái banh mũi. Thì banh mũi này mình banh tối đa của nó ra là đường kính của nó là 3 cm. Ba này đó thì nên mình sẽ kèm là ba ống xôi tay, thì nó sẽ là có một ống nhỏ thì kích thước của nó là 0,1, còn cái ống mà giữa trung bình thì là 0,2, còn ống mà to nhất là thì 0,3 cm. Kèm theo đó là một cây nhíp chữ V, thì cây nhíp này kích thước là 18 cm. Và một cái banh miệng, thì cái này mình có thể banh là từ 0 cho tới 5,5 cm thôi. Tiếp theo thì cái mở khí quản bằng inox, thì cái mở khí quản này thì nó sẽ có đường kính là 7 mm, và cái nằm trong của nó thì sau đây là toàn bộ những chi tiết về bộ phẫu thuật tai mũi họng được sản xuất tại Pakistan, thì em xin giới thiệu với mọi người và cảm ơn mọi người đã xem clip.